Hello, welcome back to my channel. Start together go. Okay. Rồi, mình sẽ đào cái này thêm. Lấy chiếc chìa khóa lại. Chạy thôi.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Subway Surfer. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Baby Angelo.
Nightery. Em bé đang khóc rồi. Fix me. Wow. Wow, oh my gosh. Rồi, sau đó thầy tạ được cái đó. Wow. Con bé đã bị quỷ ám rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lấy Taliban. Oh my gosh. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư, bầu master. Wow, bị đẩy ra. Player one, choose. Một cách xem bao xa là. Cái này là vào phần nào rồi. Player one, choose. Lại tầm khoảng 19-20. Được, bay lên trên này rồi. 18 đi. Bật chân. Lại xa hơn một chút nữa. 22. Fatality. Win. Player one, choose. Okay, một anh chàng học sinh, Jim. Vẫn còn đang đeo quả khăn đỏ. Bullseye.
gym. Fatality. Epic win. Okay, what we do to make it sound again to now. Our first is. Let's go. Play. Dubai. Dubai là một đất nước khá là giàu và đẹp. Một thành phố khá là giàu luôn. Con đường khá đẹp. Đúng không? Down.
OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ bảy. Lego, Macross, Superman. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game cuối cùng. Hello, Live Bow, Hidden Six. OK, ở đây thì mình đã có 7 con chú bông.
Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm kiếm thêm 9 con thú bông nữa. Sau đó thì mình sẽ hoàn thành được cho tàu ăn của tàu này. Trước mắt đầu tiên thì mình sẽ bay đến điểm bên kia. Bay lên. Con thú bông. Tiếp tục bay lên trên đây. Còn thú bông tiếp theo. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ chú chim đưa mình lên. Oh my god, bị bắt rồi. Và khi bắt thì các bạn ấy bị giấu mất 3 con. Đó, lại bị giấu mất 3 con. Và tiếp tục tìm kiếm tiếp, ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.